Chào mọi người đã trở lại với kênh Tony Vlog. Lâu lắm rồi thì kênh này của mình chưa ra một video nào hết ha. Hy vọng lần này sẽ được mọi người đón nhận, like, chia sẻ nhiều nhiều cho lên tóc tinh thần luôn các bạn. Hôm nay tháng 12, ủa nói tháng này là tháng 12 là có cái lễ Noel nè. Thành ra anh có một trò chơi cho mấy em. Thì hồi năm trước tới năm nay có bạn thì ốm lại, có bạn thì mập hơn. Bây giờ mấy em sẽ bước lên cái cân này, cân coi được bao nhiêu ký. Rồi sau đó mới là rút cái thẻ này nè, lấy cái đó đưa cho anh Đại. Đây, ở trong cái thẻ này nè là có thẻ thì là 1 ký ứng với 12.000. Có thẻ thì 1 ký ứng với là 17.000, tức là hên xui, hiểu chưa? Rồi cắm. Rồi, cái này làm gì anh? Cái này bịt mắt nó lại chứ, để không lẽ hai con mắt của nó nhìn vô trong đây nó thấy nó rút rồi sao? Quang mập vô luôn đi. Coi cái này nhiêu không biết lên không. Trời ơi trời à, 51 ký mỡ, 1 ký xương. Rồi bịt xuống đi. Cam 52. Ủa quên, bịt đây đây, bịt nó luôn cho mày. Thằng này hả? Bịt lại. Rồi đó. Rồi chuẩn bị. Rồi đưa cho anh, đưa cho anh này đi. Rút đi. Xong rồi. Mày làm gì vậy? Để về thấy đường. Mày thấy đường thôi, mày bóp mày lửa cây mắt nhất luôn đây. Quay lại. Mày tính ăn gian anh Vinh. Mày khôn như mày ngoài đường đầy nghe. Rút. Lấy cây máy tính ra đi. Có lửa kìa, lửa. Ra cái gì? 1 ký bằng 10.000. 52 ký là 520.000. Rồi cầm đi, móc tiền cho anh. Xếp theo tới ai? 520.000. Cầm đi từ từ. 20.000 nữa đâu không có rồi. Đây nè, chút xíu nữa xói anh 30. Dạ, cảm ơn giúp em cho anh đi. Mày lên tao lỗ đó. Cho nó tiền lên đi. Nó tiền cân trước đi em. Nhiều ký à. Cái tim mình toàn lặn heo không à trời. 43 ký. Rồi lại đây rút thăm. Chùm cái đầu mày lại. Rồi đó. Rồi đưa cho nó. Nè, rút cái đi. Rồi gì anh Vinh? 1 ký bằng 5.000. Rồi kêu. Rồi dân đi, dân đi ra nhiêu ạ? Bằng 215.000. 215.000 cầm cho anh. Chút xíu nữa lấy 15.000 của ông Quang Mập nãy cắn qua. Dạ. Rồi leo lên. Rồi tới bộ siêu quách. Bộ siêu quách là lớn tuổi nhất tim á, nhẹ hơn Á Tiên nè. 42 ký. Thiệt. Nhẹ hơn Á Tiên hả? Dạ. Đây, đem chùm lại ra. Chùm lại, chùm đầu lại đi. Chùm từ từ. Rồi rồi đúng rồi. Không, em không bóc đi, em lắc luôn. Chùm lại đi. Giờ muốn lắc phải không? Dạ. Muốn lắc thì giờ khỏi cần phải đậy mũ. Cho okay, em lắc luôn. Rồi, nó bối tốn gì. Rồi, gái gì đây, số gì rồi, đó. Rồi. Từ từ nha. Để coi. 1 ký bằng 10.000 là 420.000. Yeah, mấy bạn cảm ơn chứ. Như ba. Nhét cái thẻ lại đi em. Trời, tới đây. Tới đây nè. Từ từ. 420.000 không? Nè. Cầm đi. Chút xíu nữa là đưa anh lại 30.000 nha. Dạ. Rồi đó. Để em cho. Cho em. Cho em. Trời ơi gì tùm lum. Đừng. Cho em luôn đi anh ơi. Bỏ này vô chứ. Bỏ vô cho em. Rồi từ từ nè. Nhiều ký đây. Từ 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 từ. 45 ký. Rồi. Đó này sao nó chắc thịt dữ ta. 45 ký nha. Dẫn ơi. Đây. Tốt nè. Từ từ. Nhiều vậy anh Vinh. 1 ký bằng 17.000. Đúng rồi. Nhỏ này giàu to luôn rồi. Bằng 765.000. Dữ vậy. Nhỏ này làm tao tốn tiền tốn bạc quá. Nhiêu 700 mấy? 765.000. Nhỏ này làm tốn tiền chứ. Đây nè, đưa 800.000 hồi thói anh lại 40. Anh Vinh ơi, tới em đi anh Vinh ơi. 765 mà thói là 35.000 nha. Tới em đi nhìn đã quá. Rồi mày leo lên đi. Rồi tới em đã nè. 35 à. Rồi. Nhúc cây luôn rồi. Trong đó là 60 ký mỡ, 1 ký xương và 2 ký thịt. Rồi. 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 Đây đây. Rồi rồi. Dạ coi. Nhiêu. 1 ký. 1 ký. 315.000. Hơn. 315.000. 315.000 hơn quá các bạn ơi. Đây, hồi nữa thối tiền anh lại nha. Dạ. Giờ hết tiền lẻ rồi các bạn ơi. Tới em cho anh. Mày lên luôn. Rồi, Ngọc luôn. Rồi tới Ngọc nè. Sao giờ tim mình nó mập dữ vậy? Đúng rồi. Kim luôn kìa. Thằng ơi 62 ký. Ờ mày. Này mập dữ trời. Đấy, gọi chùm lại. Chùm lại đi. Rồi nè. Dạ Ngọc ơi. Ngọc. Nè. Rồi lửa đi. Rồi đại đi. 5.000 đi. Nhiêu vậy? 1 ký. 7.000. Dạ bằng 434.000.
434.000 hết tiền lẻ một chút xíu thôi anh luôn nha anh Ngọc đây nè. Tới ai? Tới em đi lên. Thằng mặt mụn này vô đây. Vô anh. Vô anh. Nãy giờ lao. Nhiều à? Cái gì? 48 cây. 48. Chậm lại. Rồi. Đây nè 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 nè. Nghe một tí đi. Không có ý như mày. Nữa cái gì không biết nữa. À, 5 ngàn. 240 ngàn. Cầm đi để anh đưa nó. Mày đấy nhẹ còn vui đó. À, chút xíu nữa khói anh 260 ngàn nha. Bớt em đi cho anh ơi. Vô. Khỏi bệt em. Ờ, căng đi. Cho thằng Léo nó. Nhiều à? Năm mấy vậy? 55 kg. 55 kg. Lắc đi. Đấy. Lắc văng ra ngoài luôn. Lắc trời cho văng rồi. Lắc đi ngáo. Sao cùng quá anh Vinh ơi, sao nó không ra anh Vinh ơi. Lắc lắc. Gớt nhiều quá cho làm lại. Gớt nhiều quá cho làm lại đi. Mày lắc một gớt một cây thôi. Cây thôi anh. Ừ. Lắc cái gì kè lắc. Nhiêu? 10 ngàn. Nhiêu? 935 ngàn. Chào to các bạn ơi. Đây Trâm ơi. Cảm ơn anh. Một cuối cùng nha anh Trâm. Vô luôn đi. Thấy không? Thằng này nhẹ nhất mà bóc ra 5 ngàn luôn cho thằng coi nè. Nhiêu à? Nhiêu. 44 kg. Mặc cái quần hết 40 kg. Rồi đúng không? Rồi. Bóc đi. Muốn lắc hàng muốn bóc. Thôi bóc đi anh ơi. Bóc không? Này khoai bóc. Rồi. Đây. Như vậy. 1 kg bằng 15 ngàn nha các bạn. Trời ơi ngon rồi. 660 ngàn. Rồi. Coi đi thói tiền rồi trả lại cho anh liền luôn đi. Yeah. Xong rồi đó, đó là cái số tiền thưởng coi như Noel này là cho mấy đứa mua đồ, mua sắm gì đó, chơi gì đó nha. Dạ. Yeah. Rồi vui không? Vui. Vui được rồi, đi về đi. Cái vlog này coi như một cái quá trình kỷ niệm với mấy em ở đây nha. Hẹn gặp các bạn ở cái vlog tiếp theo.